Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em về lại kênh Bất Động Sản Việt ngày hôm nay. Hôm nay em chia sẻ với anh chị một căn nhà cấp 4 và mảnh vườn nha. Cái đường trước hình mình anh chị là 100m nó là đụng tới quốc lộ A ha. Đó, hiện tại xe chạy rất là đông anh chị thấy ha. Thì cái đường này đó thì cái đầu vô á thì là cái đường xe ba gác chạy anh chị. Đó. Xe ba gác chạy được anh chị thấy không? Là đường khoảng 2m2,5m anh chị. Xe ô tô vô không được nha. Tại cái đường này chuẩn bị cũng mở ra đường đan là 3m đó, giải phóng mặt bằng mới làm được anh chị. Thì từ cái vị trí đất mình nó di chuyển ra quốc lộ A chỉ là 100m thôi anh chị. Đó, em quay trực tiếp từ gần quốc lộ A nè, thì em di chuyển vô cái miếng đất cho anh chị xem. Cái quốc lộ A mình phải là về chợ Long Định anh chị là 1km ha. Và về trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng là 11 cây số, còn di chuyển về hướng Sài Gòn là khoảng là 70 cây số mới tới nha anh chị. Rồi, cái hướng này là đi vô đất nè anh chị. Hả, từ cái vị trí quốc lộ A đó anh chị vô tới đất mình á chỉ có là 100m thôi tới anh chị. Đó, vô đây thì diện tích trong đây đường nó rộng hơn anh chị. Thì khoảng 2,5m ha. Trước đất mình là 3m anh chị, đường đó xanh nha. Còn cái đầu mà vô quốc lộ A mà vô cái được cái hẻm á chỉ có là 2,2 đến 2,5m thôi. Cái xe ba gác máy thì lưu thông được, còn xe ô tô thì không vô được nha anh chị. Để em nói cho chính xác để cho anh chị nắm và thông tin để mình coi ha. Thì cái đất mình á, thì trước cái đất mình á, với cái nhà cấp 4 anh chị có một cái kinh tiêu ha. Kinh tiêu nó khoảng là 4m anh chị. Đó thì anh chị phải bắt cái cầu qua ha mới qua cái bên đất mình được. Còn cái không thì mình đi cái cầu nhỏ, nó khoảng có 1m thôi hay. 1m đến 1m2 thôi. Thì trên đất mình với cái nhà cấp 4 mình á thì có 300m thổ cư. À, có thổ cư rất là thích hợp cho cô chú anh chị là về ở Sòn về đây mình ở ha. Cái nhà này nhà cấp 4 thôi, thì nếu mà anh chị có tiền thì bỏ cái nhà đi thì mình làm cái nhà to hơn nha. Đó, từ cái trụ xi măng anh chị ha, trước căn hình mình á nó sâu vô là 84m, còn cái mặt tiền là 15m nha anh chị. Trên miếng đất mình á thì có một cái căn nhà cấp 4 hai nhà tường ha. Thì đường xá rất là thuận tiện cho anh chị lưu thông ha. Thì nếu mà anh chị về Sài Gòn về đây á thì mình đi khoảng là 70 cây số đó, mình đậu xe ô tô ở ngoài quốc lộ, mình đi bộ vô khoảng 100m ha. Tại vì cái đường hiện tại là đường xe máy ba gác máy chạy thôi, xe ô tô không vô được nha. Trước đất mình là đá xanh là 3m, còn khúc ngoài đã bị hẹp là còn có 2,5m thôi. Đây là căn nhà cấp 4 của mình anh chị. Đó, mặt tiền này là 15m nha anh chị. À, sâu vô là 84m nha. Vị trí căn nhà mình ở đây đó là ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Nếu mà anh chị đi chợ gần nhất ở đây đó như là chợ Đông Định, là tiện ích, trường học, ủy ban, ngân hàng chỉ có là 1km thôi. Còn nếu gần đây nữa là khoảng 700 đến cây số là tới cái chợ Đông Hòa. Đó, đừng thuận tiện cho anh chị lưu thông ha. Nè, cái hướng thẳng đường này nè anh chị, mình đi ra chợ Đông Hòa cũng gần đó nè, khoảng một cây số lại thôi. Đó, mình ra đó về phải là tới tỉnh lộ 876 là tới ngay chợ Đông Hòa nha anh chị. Đó, anh chị thấy không, cái đường rất là rộng ha. Thì ở đây cũng đây là nông thôn mới anh chị. Xã Đông Hòa thì tao mở 3m hết anh chị, nãy em có chụp cái bảng này đó cho anh chị xem mà tham khảo ha. Đó, còn nếu mà anh chị không có đi qua cái cầu này nè anh chị, cầu này nhỏ thôi anh chị. Đó, ranh giới là từ cái trụ này nè anh chị ha. Ngay trụ này em quay đó. Đó, ngay cái cột bên màn hình đó, trước màn hình á, ngay cổng á là sâu vô là 84m. Còn cái mặt này á từ cái vị trí đó qua bên đây là 15m nha anh chị. Tại vì cái này là đất nó là khoảng là 2 công nè anh chị, mà ta cắt ra chỉ có 15m mặt tiền thôi. À, sâu vô là 84m. À, trên cái căn nhà cấp 4 mình á thì có 300m thổ cư. Đó, thì lên tổng diện tích cái miếng đất và căn nhà này đó là 1200m² nha anh chị. Nè, anh kỳ thôi, kinh tiêu này khoảng là 3m đến 4m thôi, rất là nhỏ ha anh chị. Thì cái kinh đó thì mình bắt cầu qua, mình không có đắp được nha anh chị. Bắt cái cầu qua đến qua bên cái nhà mình nha. Nè, cái nhà mình đơn giản ha anh chị. Rồi, đến đây kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm miếng đất này và căn nhà cấp 4 này với giá bán là 1,5 tỷ nha.
Trên căn nhà mình có 300 mét thổ cư nha. Bất sản Đức Việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.